Chào các bạn, trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái chủ đề là bạn cần phải lường trước những gì để mà giảm cái tình trạng sốc văn hóa khi đến Canada nhé. Trước khi bắt đầu chương trình thì các bạn nhớ nhấn nút subscribe kênh của chúng tôi để cập nhật những cái thông tin mới nhất về đời sống tại Winnipeg, Manitoba cũng như là đời sống tại Canada nói chung. Tại sao mình chia sẻ cái chủ đề ngày hôm nay với các bạn là bởi vì khi các bạn có những cái thông tin, những cái tình huống như thế này rồi thì nếu như mà các bạn có gặp nó nữa thì các bạn sẽ không còn cảm thấy bất ngờ. Bởi vì cái sốc văn hóa ấy, nó là một cái cảm xúc mà nó có thể dẫn bạn từ nếu như là nhẹ thì bạn có thể là bất ngờ, hoặc nếu như mà nặng hơn thì dần dần nó sẽ trở thành cái bệnh trầm cảm của bạn. Cái thứ nhất này, bạn cần phải chuẩn bị trước này, đó là người Canada ấy thì họ rất là thân thiện, cởi mở đấy. Họ chào hỏi bạn, họ làm quen với bạn, thậm chí là họ hỏi han bạn đấy. Thế tuy nhiên ấy, để mà thân ấy thì cũng khá là khó đấy, bởi vì do cái sự khác biệt về văn hóa cho nên là thân được với họ ấy thì bạn cần phải có thời gian để bạn hiểu được họ này, bạn hiểu được cái văn hóa của họ này, những cái điều mà ở đây họ chấp nhận và những cái điều mà họ không chấp nhận này. Thế cho nên là khi mà bạn gặp một ai đó mà họ hỏi han bạn rất là thân thiện, cởi mở với bạn, nhưng mà ngay ngày hôm sau ấy thì có thể là họ quên mất cái thông tin của bạn hôm trước bạn mới cung cấp cho họ, thì điều đó thì bạn cũng đừng có bất ngờ nhé. Tuy nhiên cái điều đó thì nó có một cái lợi ích cho bạn là như thế này: nó đảm bảo cho bạn về cái tính riêng tư. Có thể là ngày hôm nay bạn nói với họ một cái điều gì đó chẳng hạn, nhưng mà ngày mai có thể là họ cũng chẳng để ý đâu, họ quên mất rồi. Thì cũng là một cái điểm có lợi cho bạn nhé. Cái thứ hai này, người Canada ấy thì họ rất là sẵn sàng giúp đỡ bạn khi mà thấy bạn gặp khó khăn nhé. Ví dụ như này, anh bạn mình chẳng may đánh tay lái và cái xe nó bị lăn xuống cái rãnh, không thể nào mà lên được. Sau khi mà gọi anh xã nhà mình tới giúp, thế nhưng mà cái lúc mà hai người loay hoay mà không thể nào mà kéo được cái xe lên ấy, thì họ đã dừng ngay xe lại và họ hỏi rằng là có cần sự giúp đỡ gì không. Thế thì ok ngay. Và khi họ dùng cái dây thừng để kéo xe lên ý, cái dây thừng nó bị đứt. Thế là hai người kia nói rằng là sẽ đi mua một cái dây xích khác để mà kéo xe lên. Thì ông ấy còn để lại số điện thoại liên hệ của ông ấy cơ. Ông ấy còn bảo là khi nào mà mua được dây ấy thì nhớ gọi cho tôi nhá, tôi sẽ đến tôi giúp. Đấy. Hoặc là ví dụ như trong cái trường hợp là cái xe ô tô của nhà mình ấy để ngoài quên tắt chìa khóa và đèn nó vẫn sáng, cuối cùng cái người hàng xóm người ta đi qua, người ta thấy như vậy á, thì người ta vào ấy, người ta gõ cửa nhà mình và người ta nhắc là chưa tắt đèn đấy. Đấy, đấy là cái việc mà họ sẵn sàng giúp đỡ khi mà họ thấy bạn gặp khó khăn, mà họ thấy rằng là bạn đang xoay sở mà không được ấy. Thế tuy nhiên ý, nếu mà trong cái đời sống hàng ngày ấy, nếu như mà bạn gặp những cái khó khăn nho nhỏ ấy mà bạn muốn người ta giúp ấy, thì bạn cần phải nói nhá, cần phải nhờ. Vì ở đây họ rất là tôn trọng cái tự do cá nhân và cái sự riêng tư của mỗi người. Nếu như mà bạn không hỏi sự giúp đỡ thì người ta sẽ không giúp đâu, bởi vì người ta nghĩ rằng là bạn tự xoay sở được. Thế bởi vậy đặc biệt là những cái lúc mà bạn gặp khó khăn gì đó thì bạn cứ hỏi nhá. Khi mà bạn hỏi ấy, người ta biết thì người ta sẽ sẵn sàng người ta giúp bạn. Cái điều thứ ba nữa mà bạn cần biết đó là nếu như mà bạn đến nhà một ai đó mà bạn không có hẹn ý, mà bạn gõ cửa ấy và bạn thấy người ta ở trong nhà ấy, nhưng mà người ta không ra mở cửa ấy, thì bạn cũng đừng có bất ngờ. Bởi vì ở đây ấy, cái văn hóa người ta rằng là cái nhà của họ là cái vùng đất bất khả xâm phạm, họ có toàn quyền mở hay cửa hay không mở cửa. Cái điều thứ tư mà bạn cần phải lường trước đó rằng là ở Canada ấy, khi mà bạn đi làm việc ấy, mọi thứ là bạn cần phải đặt lịch hẹn nhé. Không có lịch hẹn là người ta không có tiếp bạn đâu. Thế cho nên là tất cả các công việc bạn cần phải có lịch hẹn trước khi mà bạn muốn đến. Ví dụ như là đi khám bệnh thì đương nhiên đặt lịch hẹn rồi. Nhưng mà khi có một cái gặp gỡ nào đó thì bạn cũng cần đặt lịch hẹn. Hoặc là thậm chí ấy, bạn đến nhà của các bạn của bạn ấy, trước khi đến thì cũng cần phải phone trước cho người ta để người ta chuẩn bị tinh thần, chứ đừng nhấc máy lên cái tới luôn. Bởi vì đôi khi là họ có những cái kế hoạch của họ ấy. Nếu như bạn làm như vậy thì có thể là làm phiền họ. Mà đặc biệt là bạn bè mình ấy, có khi là nếu mình làm phiền người ta ấy, thì người ta cũng không có nói đâu. Thế nhưng mà dần dần thì người ta cũng cảm thấy không có thoải mái với mình chẳng hạn. Thì tốt nhất ấy,
là nên đặt lịch hẹn trước với lại bạn bè của mình để tạo cho các bạn của mình có một cái không khí và có một cái sự thoải mái khi mà gặp gỡ trò chuyện với mình nhé. Cái điều nữa này, khi mà các bạn đã tới Canada để định cư rồi ấy, thì các bạn nhớ là đi học tiếng Anh. Đi học tiếng Anh lúc này không chỉ đơn giản là nó giúp cho bạn có những cái kỹ năng nghe nói đọc viết tốt đâu. Nó giúp cho bạn là biết mở đầu câu chuyện như thế nào này, biết chuyện trò và tránh những cái vấn đề gì này, biết nói năng lịch sự ra làm sao. Bởi vì người Canada ở đây thì thực sự là họ rất là lịch sự. Mình làm phiền họ, họ cũng sorry mình. Đôi khi bạn sẽ còn cảm thấy bị bối rối vì họ quá lịch sự cơ. Thế cho nên là cái việc mà đi học tiếng Anh ấy, nó giúp cho bạn không những cải thiện về các cái kỹ năng tiếng Anh mà nó còn giúp cho bạn tìm hiểu về cái văn hóa ở đây. Cái điều cuối cùng mà các bạn cần phải lưu ý này, đó là chính cái bản thân người Việt mình cũng sẽ gây sốc cho người Việt. Đó. Thực ra thì nghe có vẻ như là nó hơi sao sao ấy, đúng không? Thế nhưng mà bạn cần phải chuẩn bị tinh thần cho cái điều đó. Bởi vì sao? Bởi vì những người Việt đi trước, tất nhiên mình không nói là một tất cả nhé, vì có những người mình gặp, những người đi trước họ rất là thân thiện, họ rất là giúp đỡ, họ rất là thoải mái vô tư. Thế nhưng mà cũng có những cái người thì họ sẽ gây sốc cho bạn. Ví dụ như thế này thôi, ví dụ như là khi bạn mới sang, bạn thấy người Việt là giống như kiểu như là thấy người quen ấy, người thân ấy, bạn rất là muốn trò chuyện với họ, đúng không? Bởi vì lúc này ấy là bạn muốn nói chuyện này, muốn được xin chào, muốn được gặp gỡ các thứ. Bởi vì người Việt mình vẫn có thói quen là khi mà gặp gỡ nhau ấy thì thường rất là vui vẻ, thân thiện, đúng không? Thế nhưng mà sẽ có một số người họ giữ cái thái độ, giữ khoảng cách. Và điều đó nó khiến cho những người mới sang như bạn ấy sẽ có cái cảm giác giống như là chưng hửng ấy. Thế cho nên là bạn nhớ nhá, bạn nhớ là bạn sẽ gặp những người, sẽ gặp một số người như thế đấy. Thế nhưng mà không sao, bởi vì mỗi người mỗi cái tính cách, mỗi người có một cái quan điểm sống khác nhau. Nếu như mà họ cảm thấy không có vui vẻ thoải mái với người mới như các bạn mới tới chẳng hạn thì cũng không sao, cứ nói xin chào cái rồi thôi, thế là được. Còn nếu mà họ vui vẻ thì mình nói chuyện tiếp, còn nếu họ không thoải mái, không welcome thì cũng không có vấn đề gì cả. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Khi mà bạn ở đến 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi chẳng hạn ấy, lúc đấy thì bạn nhớ là giữ trong mình một cái tinh thần là giúp đỡ người khác nhé, giúp đỡ những người mới qua, bởi vì sự cho đi chính là cái sự nhận lại. Nếu như mà bạn có những cái vấn đề gì mà chưa rõ ấy, thì bạn cứ comment ở phía bên dưới nhé. Hoặc nếu như bạn có bất kỳ một cái kinh nghiệm hay trải nghiệm sống nào mà bạn nghĩ rằng là có thể giúp được cho người khác ấy, thì bạn cứ comment ở phía bên dưới nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.